Hello cho bạn, video hôm nay mình nhận cái máy kích cá điện tử nha bạn. Thì ở đây mình nhận hai máy, một máy là máy Trung Quốc 999 W với lại một cái máy này. Đó, máy này mà trên thị trường thấy bán cũng khá là nhiều nha bạn nha. Thì con này hiện tượng là khách báo là kêu mình nó là một sửa cho chạy, hai là nâng cấp máy. Nhất thì mình thấy tụ lục nguồn nó xì hết nè anh em. Ở phía sau này cũng vậy nè, tụ lục nguồn nó bị dọp da luôn, tức là nó rất nóng cái tụ lục nguồn này, nó mới phì lên như thế này. Thì rồi ok, xíu nữa mình sẽ tiến hành mình thay nha. Ở phía sau này thì 6 cái tụ lọc nguồn này chắc chắn là phải thay bỏ, thì mình sẽ báo giá anh khách này cái máy này sửa khoảng 600 ngàn trở lại nha bạn. Đó thì nâng cấp lên cho nó mạnh luôn, thì hiện tại thì đánh khá là yếu. Thì ở đây nó có cái tem của người sản xuất nha bạn, mình sẽ che cái này với lại phần ở trước họ cũng có cái logo thương hiệu nên mình che lại. Rồi ok, mình sẽ tiến hành làm máy này nha bạn nha. Rồi xong nha bạn, thì máy này thay cái dàn tụ lọc nguồn này. Đầu lục nguồn trước thì thấy nó phù nhưng mà nó vẫn còn dùng được nha bạn. Rồi cái cặp IGBT hai con mình thay cho khách hai con IGBT mới bạn, hai con 40T120 ha. Rồi ok, cái phần cuộn cảm này thì mình cũng thay cảm mới, bỏ cảm cũ bỏ nha bạn. Thì anh khách này yêu cầu mình sửa máy này chạy là thứ nhất, thứ hai là chỉnh lại can thiệp cân chỉnh nâng cấp cho nó chạy cái hiệu quả cao ở cái nước từ 10 phần ngàn trở lại nước ngọt. Rồi ok nha bạn nha, đối với cái máy này thì app này vẫn có thể làm được. Rồi đây mình đang tải nè bạn, chỉnh tần số mạnh yếu thì tất cả các chế độ hay là các nấm chỉnh đều y cũ à, không có gì thay đổi nha, chỉ có thay đổi là cái bên trong thôi chứ còn máy thì vẫn hoạt động bình thường. Rồi cái nấm màu xanh thì anh sẽ chỉnh ngay cái mức mình gạch nha, còn cái nấm đỏ này là nấm mạnh yếu của máy. Em mình thử 2.000 bạn, mình thử 3.000 nè, mình thử 4.000 nha. Rồi mình đã hiệu chỉnh lại rất là kỹ lưỡng rồi. Con máy này thì hiện tại thì dòng bọng của nó cũng đang tương đối là ổn định nha bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói và gửi con máy này. Đó thì anh còn gửi cho mình con máy Trung Quốc nữa thì vẫn còn đang làm nha bạn. Khi nào xong thì mình sẽ gửi cùng nhau luôn, gửi cùng hai máy cùng lúc luôn. Rồi ok.